nhận 3.330 token, có cái hiệu HTS. Ai góp dùng 3 đã về, bạn bạn nào đã về rồi đăng ký cái sàn, mình có để phần link cái sàn Bitlim này cho các bạn vào mà bán nha các bạn, vì mình chưa có bán, giá hiện tại rất là thấp nha các bạn. Nếu không bán nên mình có phần link dưới mô tả cho bạn vào một cái event video tham gia cái phần 4 nha các bạn, để các bạn nhận thêm 3.000 tóc cặn nha các bạn. Nãy mình có làm cái video mà nó bị lỗi phản hồi rồi các bạn, máy mình khá dùng nên các bạn thông cảm, mình không có nhận các bạn được các bạn. Thì vòng 3 cũng như vòng 4 vậy, vòng 4 này cũng như vòng 3 các bạn. Đầu tiên các bạn đăng ký một cái sàn Bitlim, rồi điền địa chỉ email, rồi các bạn điền điền với ETH của mình nha các bạn, rồi với một cái username Telegram gì, rồi video kết thúc nha. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.